Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh đến từ Daros Việt Nam. Ngày nay sông hơi là một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe không còn quá xa lạ nữa. Sông hơi chính là cái hình thức tự điều tiết thân nhiệt. Khi nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ của cơ thể thì hệ thần kinh sẽ tự động điều tiết thân nhiệt bằng cách tiết ra mồ hôi. Phòng sông hơi là loại phòng kín, cách nhiệt dùng để sông hơi. Ngày nay trên thị trường có hai loại phòng sông hơi chính là phòng sông hơi khô và phòng sông hơi ướt. Thì nên sử dụng phòng sông hơi khô hay ướt là một trong những cái câu hỏi mà khách hàng của Daros thắc mắc rất là nhiều khi có nhu cầu mua và sử dụng phòng sông hơi. Trong cái video lần này, Daros sẽ đưa ra sự khác biệt của hai phương pháp sông hơi này dựa trên 3 tiêu chí: cấu tạo, cơ chế, lợi ích để giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc nên sử dụng phòng sông hơi khô hay phòng sông hơi ướt. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cấu tạo của phòng sông hơi. Thì phòng sông hơi khô có vách phòng sông là cái phần cực kỳ quan trọng để bảo vệ và giữ nhiệt cho phòng sông hơi. Nếu được làm bằng chất liệu tốt thì sẽ giúp giảm thiểu cái việc thoát nhiệt, hao tổn điện năng trong cái quá trình vận hành. Có rất nhiều loại gỗ tự nhiên được sử dụng làm phòng sông hơi khô. Tuy nhiên là để đáp ứng được cái tiêu chí thẩm mỹ và chất lượng thì Daros khuyên bạn nên lựa chọn các phòng sông hơi từ các loại gỗ, gỗ thông, gỗ hemlock hay tiếng Việt còn gọi là gỗ độc cần và gỗ cedar hay còn gọi là gỗ tuyết tùng. Đây là những loại gỗ có thể chịu nhiệt tốt, ít cong vênh, không ngấm nước, đặc biệt là nó ít mắc nên là có độ thẩm mỹ rất là cao. Thông thường thì độ cao của phòng sông được giới hạn từ khoảng 1,9 đến 2,2 mét. Cửa phòng sông hơi có thể được làm bằng kính cường lực hoặc là bằng gỗ. Còn đối với phòng sông hơi ướt thì phòng sông hơi ướt được làm bằng kính cường lực. Đây là cái chất liệu sử dụng rất tốt trong việc ngăn chặn cái sự thoát hơi nước ra ngoài. Hơn nữa thì chất liệu này còn chịu nhiệt, chịu ẩm, chịu lực rất là tốt, lại dễ vệ sinh lau chùi và mang đến cái không gian sang trọng thẩm mỹ cho căn phòng. Tùy từng thương hiệu của phòng sông hơi ướt mà mỗi hãng thiết kế có những cái màu sắc và chất liệu khác nhau. Nhưng thường thì đế của phòng sông hơi ướt sẽ được làm bằng chất liệu cao cấp acrylic màu trắng hoặc acrylic màu ngọc trai. Nó sẽ tạo nên cái sự sang trọng và đẳng cấp bền bỉ cho phòng sông. Về cơ chế sông, mức nhiệt và độ ẩm của phòng sông hơi khô và ướt thì phòng sông hơi ướt sử dụng cái cơ chế sông hơi bằng hơi nước. Nước sẽ được cấp vào cái bộ phận của máy sông hơi. Thanh gia nhiệt có tác dụng làm nóng nước và tạo ra hơi nước qua đường ống rồi qua cốc tinh dầu vào phòng sông. Phòng sông hơi ướt sẽ cung cấp nhiệt ở khoảng 45 độ C nhưng mà độ ẩm sẽ cao hơn lên đến 100%. Thì phòng sông hơi khô sử dụng cái cơ chế sông khô không dùng hơi nước. Nhiệt độ sẽ được tạo ra từ thanh nhiệt của máy sông hơi khô. Để cân bằng được nhiệt độ ở trong phòng thì người sử dụng phòng sông hơi khô sẽ phải đổ các gáo nước nhỏ vào đá khoáng để cân bằng cái nhiệt độ, cân bằng cái độ ẩm cho phòng. Đối với các phòng sông hơi khô hồng ngoại thì nhiệt sẽ được tạo ra từ các tấm hồng ngoại bao quanh phòng sông. Bình thường nhiệt độ của phòng sông hơi khô có thể đạt lên đến 75 độ C và độ ẩm chỉ ở mức 10%. Về lợi ích và chức năng của phòng sông hơi, với điều kiện phòng sông có nhiệt độ lên khoảng 45 độ C và độ ẩm lên gần 100% thì sẽ giúp da bạn được làm mềm, mịn, lỗ chân lông sẽ được mở rộng, đẩy các độc tố, bài tiết mồ hôi, thải trừ cặn bã bên trong cơ thể ra ngoài. Không những thế mà sông hơi còn có tác động lên hệ thần kinh khiến cái quá trình mà trao đổi chất, chuyển hóa chất trong cơ thể tăng nhanh, giải tỏa mệt mỏi, đem lại cái cảm giác thư giãn, có hiệu quả tốt cho những người mắc bệnh mất ngủ. Còn đối với phòng sông hơi khô, cũng giống như khi sông hơi ướt thì các lỗ chân lông khi mà sông hơi khô sẽ được mở rộng, giúp cơ thể đào thải độc tố, đẩy cặn bã ra ngoài, giúp cơ thể trở nên khoan khoái, nhẹ nhàng hơn. Hơi nóng ở trong phòng sông hơi khô sẽ giúp hệ tuần hoàn máu của bạn hoạt động tốt hơn, kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Trong cái quá trình sông hơi khô còn có tác dụng là giảm đau, đối nhất là với những người mà bị đau xương khớp. Với những cái lợi ích mà cả phòng sông hơi ướt và phòng sông hơi khô đem lại đều rất tốt cho sức khỏe, mỗi cái đều có cái lợi ích riêng. Quý khách nên dựa theo cái nhu cầu và sở thích của gia đình để lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.